xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN LTN. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip bữa. Ui giời ơi. Ngã quả đầu quá. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip thử thách thoát khỏi hố sâu khi mà bị ngã vào. Đau quá. Cái cảm giác mà ngã vào hố sâu từ cái độ cao mà các bạn thấy đấy, thì theo tôi nghĩ là không què thì cũng quặt. Nếu không may mà các bạn bị rơi xuống cái hố sâu này mà không thể cầu cứu được ai, thì cách tốt nhất là các bạn phải thật sự là bình tĩnh để có thể thoát khỏi hố sâu này càng nhanh càng tốt. Sẽ có nhiều trường hợp xảy ra, nhưng đây có thể là trường hợp nguy hiểm nhất. Đó là cái hố của bạn bị rơi vào có khả năng tràn nước ngầm vào và bạn sẽ bị chết đuối nếu nó ngập quá sâu đầu người, trừ khi là bạn biết bơi. Hoặc trường hợp nữa có thể xảy ra là trời mưa sẽ khiến cái hố này bị ngập nước và bạn sẽ bị gặp nguy hiểm. Và người gặp nguy hiểm không ai khác đó chính là tôi. Nhưng mà trời hôm nay rất là nắng, không mưa được, không lo. Nói chung sẽ có rất nhiều những vấn đề nguy hiểm khi mà bạn không may bị rớt xuống cái hố này nếu bạn không bình tĩnh tìm cách để thoát ra. Và lý do ngày hôm nay tôi có mặt ở trong cái hố này là để tôi hướng dẫn cho tất cả các bạn đang xem video của tôi cách thoát hiểm nhanh nhất để không gây nguy hiểm tính mạng cho chính mình. Nhưng mà tôi cũng không biết là thoát ra kiểu gì đây. Hello, có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Help me, help. Hello. Sau một lúc cố gắng thì tôi không thể thoát ra theo cách kêu cứu. Và cái cách mà tôi sẽ áp dụng tiếp theo đó chính là suy nghĩ. Gọi nãy giờ không có ai cứu cả, nên là tôi đã nghĩ ra được một cách thoát được khỏi cái hố này bằng tay không. Tôi sẽ dùng cái ốp lưng điện thoại để làm công cụ hỗ trợ thoát ra khỏi đây. Tôi nghĩ đây là cách có thể lên được nhưng mà hơi lâu một chút. Bởi vì đây là một cái tình huống rất là khó khi mà bị rơi xuống cái hố sâu này mà không có gì ngoài cái điện thoại. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The phone number you have dialed is temporarily unavailable. Please try again later. Nói chung là tôi đã thoát khỏi cái hố tử thần thành công. Đó là cách mà các bạn có thể sống sót khi mà rơi xuống hố sâu này mà không bị chết hoặc là không bị gãy chân tay. Và hơn nữa, các bạn phải có điện thoại ở trong tay thì các bạn mới có thể thoát đi được, hoặc các bạn phải đào bằng tay không. Ok, thì đây là tất cả cái gì mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn để thoát khỏi cái hố tử thần này.
Ok, tiếp theo cái video này sẽ là một thử thách dành cho anh Hàn Xì. Đây là một tình huống sẽ có công cụ hỗ trợ là một cái cuốc. Đây sẽ là một thử thách dành cho anh Hàn Xì trong vai một anh nông dân đi làm đồng về và không may bị rớt xuống hố. Ok, bây giờ anh sẽ phải tìm cách để lên được trên này nhưng mà không được áp dụng cái cách vừa nãy mà em làm. Bây giờ tôi sẽ bấm thời gian để xem anh nông dân sẽ thoát khỏi hố sâu trong bao nhiêu lâu. Ok, các bạn thể thấy là anh nông dân đang sử dụng một cái phương pháp để thoát lên khỏi hố sâu nhìn rất là thú vị. Nhưng mà không biết là cái điều thú vị đấy bao giờ mới xảy được. Rồi, sắp lên đến nơi rồi, cố lên nào. Ta hãy cùng chờ đợi màn biểu diễn tiếp theo của anh Hùng sau 100 màn biểu diễn leo lên đây mà vẫn chưa có màn nào thành công. Chưa thấy điều thú vị xảy ra. Nào, cố lên anh ơi. Come on. Come on. Đây là thử thách cá nhân nên là tôi không thể đưa tay ra để cứu anh Hùng được. Anh Hùng ơi, đưa tay lên anh Hùng ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Không, 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 anh cứ lên đi. Đúng rồi, come on. Nhanh lên, rớt rồi. Bám chắc vào. Thử thách cá nhân nha các bạn. Không thể hỗ trợ được, phải tự thoát lên. Vâng, xin chúc mừng anh Hàn Sẻng. À không, anh Hàn Quốc làm nghề nông dân đã thoát khỏi cái hố tử thần này thành công. Đây là khoảng thời gian mà anh Hùng đã mất để có thể leo lên được khỏi hố, đó chính là 2 tiếng 1 phút 03 giây. Tiếp theo sẽ là một thử thách cuối cùng dành cho một bé học sinh mẫu giáo lớp 18 tuổi. Đấy. Ê cu. Đấy, mấy cái thằng học sinh lớp 18 tuổi này nó rất là mất dạy. Ok, đây sẽ là thử thách cuối cùng. Vâng, có lẽ là tôi sẽ phải kết thúc thử thách ở đây. Bởi vì là em bé học sinh 18 tuổi này ngủ chưa dậy. Ngủ say lắm, thôi đi về. Bây giờ sẽ là thử thách cho em học sinh ở bên dưới. Và em đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Nói to lên. Em sẵn sàng rồi. To lên. Em sẵn sàng rồi. Vẫn luật như cũ là em bé học sinh 18 tuổi là không được thoát lên bằng cái cách của tôi hoặc là của anh nông dân đây. Bây giờ thì chúng tôi sẽ ngồi đây đợi chờ xem là cái em học sinh dưới kia em có đủ IQ để có thể thoát được khỏi dưới đây không. Cẩn thận ngã đấy, bình tĩnh. Lên đi, cứ bình tĩnh. Cứ để cho lên, cứ để cho lên. Để cho lên. Lên được, lên được, lên được, khả năng lên được. Thằng này nó lên là lên được ấy, nhưng mà vứt xe đạp đi. Lên được, lên được, lên được. Rồi. Rồi, lên rồi. Come on, yếu thế nhỉ. Lấy gào to lắm mà nhảy lên. Đúng rồi, chính xác. Lên được rồi, rồi em bé học sinh đã lên rồi. Mất xe, chấp nhận mất xe. Thằng học sinh này thế mà giỏi. Ok, 20 phút 27 giây là cái quãng thời gian để Hưng có thể lên được khỏi hố. Ok, cuối cùng thì là cả ba chúng tôi đã thoát khỏi được cái hố tử thần. Và tôi nghĩ là cái video này sẽ có ích cho tất cả các bạn đang xem video của tôi. Nếu một ngày nào đó các bạn gặp phải tình huống trên thì các bạn có thể thoát được khỏi cái hố tử thần này một cách rất là dễ dàng. Ôi,
chồng hết lên người này sống thế đếch đâu được. Ui giời ơi, vỡ mồm rồi. Bây giờ lên bằng niềm tin và hy vọng à. Ui giời, có tiếng gì? Ui giời, anh bé xuống đến rồi. Anh ơi, cứu em ơi này. Anh ơi, cứu em ơi. Cứu em ơi luôn. Lên nha, bye bye. Bye bye. Lên trước nha. Ôi giời, nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi. Cảm giác thật là phê. Yes. Ok, kết thúc clip. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn, bye bye.